Chắc là các em đã nhìn thấy con bướm một lần rồi đúng không nào? Thế các em có thấy bướm đẹp không? Đúng rồi, những bạn bướm thật xinh đẹp, thật sặc sỡ, với đôi cánh lung linh, nhiều màu sắc. Tại sao loài bướm lại được thiên nhiên, ưu ái, tặng cho đôi cánh đẹp đến như vậy nhỉ? Đôi cánh rực rỡ có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời của loài bướm? Khi ngắm những bạn bướm xinh đẹp với đôi cánh mỏng manh, sặc sỡ, bay lượn trong vườn hoa, chị luôn tự mình đặt ra những câu hỏi như vậy đấy các em ạ. Và hôm nay, chị cũng muốn cùng các em tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình về loài bướm trong chương trình Thiếu Nhi Úm Ba La Mở Ra đấy. Nào, chúng mình cùng nhau khám phá nhé! Bướm là loài côn trùng nhỏ, biết bay, thuộc bộ cánh vẩy. Trên thế giới có khoảng 170.000 loài bướm. Và chúng thuộc loài có sự đa dạng về loài, thuộc loại cao so với các loài côn trùng khác. Việt Nam có gần 1.000 loài bướm, trong số đó có rất nhiều loài đặc hữu Việt Nam. Nhiều loài mới được phát hiện nhưng chưa được đặt tên. Bướm cũng là loài côn trùng có lịch sử phát triển lâu đời. Bướm hóa thạch cổ xưa nhất được phát hiện có từ 60 triệu năm trước đây. Loài bướm được phân chia ra bướm ngày và bướm đêm, hay còn gọi là con ngài. Bướm ngày hoạt động vào ban ngày, sở hữu đôi cánh rực rỡ với hàng nghìn vảy nhỏ li ti xếp chồng lên nhau. Đôi khi nó cũng là những hạt có màu có thể khúc xạ ánh sáng. Do đó cánh bướm có màu sắc liên tục thay đổi khi chúng chuyển động. Bướm đêm hoạt động vào ban đêm, số lượng các loài bướm đêm lớn gấp 10 lần các loại bướm ngày. Bướm đêm có hình dáng đa dạng, nhiều loài trong số đó hoạt động cả ban đêm lẫn ban ngày, nhất là lúc hoàng hôn. Cũng như nhiều loài côn trùng khác, thân bướm được chia làm 3 phần, đầu, ngực và bụng. Tất cả những phần này đều được phủ một lớp lông và vảy. Đầu mang một cặp mắt kép, một đôi râu, hai mảnh môi sờ, cơ quan cảm nhận vị giác và một vòi hình ống để hút thức ăn. Râu bướm có hai dạng chính, dạng hình roi và dạng răng lược. Ngực được chia làm 3 đốt, mỗi đốt mang một cặp chân, tổng cộng bướm có 6 chân. Các đốt ngực giữa và sau mang một đôi cánh có nhiều gân, được phủ lớp vảy nhiều màu sắc. Hệ gân cánh và các kiểu màu sắc của cánh là những đặc điểm chủ yếu để phân loại các loài bướm. Những hoa văn trên đó giúp chúng nhận ra đồng loại từ xa và cũng nhờ đó mà phân biệt được con đực và con cái. Các em thân mến, bướm là loài côn trùng phổ biến và rất gần gũi với chúng mình phải không nào? Chúng mình có thể bắt gặp bướm ở vườn nhà, ngoài sân trường hay trong công viên. Nhưng những lúc như thế chúng mình chỉ thấy bướm lượn bay vờn quanh những bông hoa hay đậu trên thảm cỏ, trên lá cây mà thôi. Vậy bướm ăn vào lúc nào nhỉ? Và thức ăn của chúng là gì? Bướm có ngủ không hay là bay lượn cả ngày? Còn rất nhiều điều để chúng mình cùng khám phá về loài bướm đấy các em ạ. Nếu như ấu trùng của bướm, ngay khi nở đã biết ăn ngay vỏ trứng, sâu bướm biết ăn lá cây để sống, nhộng bướm không ăn gì, thì hầu hết bướm hút mật hoa để sống.
Những bông hoa có màu sắc sặc sỡ thường thu hút bướm hơn. Bướm dùng vòi ống dai của mình để hút sạch mật hoa bên trong đài hoa. Tuy nhiên, mật hoa chỉ là một trong các loại thức ăn của bướm. Ngoài mật hoa thì bướm còn ăn nhiều loại thức ăn khác để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy bướm ăn nhựa cây và hút quả. Những bướm khác lại lấy chất dinh dưỡng từ các thứ mục giữa tự nhiên hoặc các chất khoáng hút từ lòng đất. Đôi khi, mồ hôi, nước mắt rùa và cá sấu cũng là món ăn yêu thích của loài bướm, vì trong đó có chứa natri làm tăng khả năng sinh sản của loài bướm. Thật khó tin khi loài bướm xinh đẹp như vậy lại khoái khẩu các món thức ăn đó, phải không các em? Bướm thuộc nhóm động vật biến nhiệt, cơ thể chúng phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường xung quanh. Bướm xuất hiện ban ngày, nhất là những ngày nắng ấm. Còn khi đêm xuống, nhiệt độ giảm làm các loài bướm di chuyển khó khăn, nên trông như chúng đang ngủ. Nhưng không phải vậy đâu. Bướm thường ngủ vào buổi chiều. Chúng treo mình ngủ bên dưới những chiếc lá hay một nơi yên tĩnh nào đó. Không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, loài bướm còn là loài đại diện cho việc thụ phấn tự nhiên cho hoa, góp phần hình thành quả, hạt, hiệu quả và năng suất hơn. Giống như loài ong, bướm hút mật ở hoa đực và phấn sẽ vô tình bám vào chân, cơ thể. Khi đến hút ở hoa cái, phấn hoa đực sẽ rơi vào hoa cái, tạo nên quá trình thụ phấn tự nhiên, giúp phát triển mùa màng. Tuy nhiên, với một số người có cơ địa dị ứng hoặc có làn da yếu ớt, nhạy cảm, thì lớp lông phấn dày đặc của bướm có thể khiến da nổi mẩn ngứa, bỏng rát hoặc lên cơn hen suyễn khi hít phải phấn bướm. Các em thân mến, không chỉ là loài côn trùng rực rỡ của tự nhiên với những bí mật thú vị phía sau vẻ bề ngoài xinh đẹp, bướm còn là loài côn trùng ẩn giấu nhiều điều thú vị trong vòng đời. Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài bướm là một vòng tuần hoàn khép kín: trứng, ấu trùng, sâu bướm, hóa nhộng và bướm. Vòng đời của bướm bao gồm 4 giai đoạn, từ lúc đẻ trứng đến khi trưởng thành và kéo dài trong khoảng 1 tháng. Nhanh hay chậm là tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường và nguồn thức ăn. Vòng đời của bướm bắt đầu từ trứng. Bướm mẹ chọn những cây mà ấu trùng bướm, sâu bướm có thể ăn được và đẻ trứng lên các lá non hoặc cành cây. Trứng sẽ nở thành ấu trùng, sâu bướm sau từ 3 đến 6 ngày, tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường. Ở hầu hết các loài bướm, sau khi nở, sâu bướm sẽ ăn vỏ trứng vì chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để sâu bướm phát triển. Tiếp theo, chúng sẽ ăn lá cây để phát triển. Trong quá trình phát triển, chúng phải trải qua nhiều lần lột xác. Sau mỗi lần lột xác, sâu bướm sẽ to hơn. Sau khoảng 2 tuần, sâu bướm sẽ dệt một chiếc kén và đính nó vào mặt dưới của lá hoặc thân cây. Sau đó, nó sẽ treo mình ở đó và lột xác lần cuối cùng để tạo thành nhộng. Sâu bướm nằm bên trong nhộng, thở khẽ và sống nhờ vào thức ăn dự trữ bên trong cơ thể. Bên trong nó có một sự sinh sôi mới hình thành. Qua mấy ngày, lớp vỏ ngoài của kén dần trở nên trong mờ, có thể nhìn mờ mờ cấu trúc bên trong, thì đó là giai đoạn nhộng đã biến đổi hoàn toàn. Giai đoạn này kéo dài khoảng 15 ngày. Bướm ở trong cọ lưng vào kén để tạo thành một lỗ thủng nhỏ và cựa mình chui ra. Những con bướm mới thoát khỏi lớp kén phải dành thời gian để bơm máu vào đôi cánh của chúng và đợi cho chúng trở nên khô ráo và cứng cáp. Giai đoạn này thường phải mất 3 giờ, nhưng cũng có con chỉ mất khoảng 1 giờ. Đó là lúc bướm đã lột xác hoàn toàn, có thể dang đôi cánh đẹp đẽ của mình và vút bay cao. Các em thấy đấy, để trở nên xinh đẹp, các bạn bướm đã phải trải qua một quá trình biến đổi, lột xác thật độc đáo, kỳ thú, nhưng cũng không kém phần đau đớn, kiên cường và đầy nỗ lực. Với sự can đảm đối đầu, cố gắng nỗ lực đến phút cuối cùng, những chú sâu bướm xấu xí đã có được phần thưởng xứng đáng với đôi cánh rực rỡ sắc màu và được thỏa sức bay lượn tự do trong vườn hoa. Đó cũng chính là bài học đáng quý nhất, đáng suy ngẫm nhất của loài bướm dành tặng cho con người chúng mình đấy, các em ạ. Hãy nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ của mình, như những bạn sâu đã nỗ lực biến mình từ loài sâu thành loài bướm rực rỡ, các em nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Thiếu Nhi cũng xin được khép lại tại đây. Chị Thùy Dung xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.